Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Vâng, thưa các bạn, cuộc đời và sự nghiệp của diễn viên Duy Hưng ở ngoài đời mà ít ai biết. Trong vài năm trở lại đây, nhiều diễn viên hoạt động mạnh ở sân khấu kịch lẫn sân sang đóng phim truyền hình và liên tục ghi dấu ấn với khán giả với màu sắc riêng biệt. Trong số đó có diễn viên Duy Hưng với những vai bặm trợn lấc cấc. Duy Hưng sinh năm 1989, anh hiện đầu quân cho nhà hát kịch Hà Nội. Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên này liên tục phủ sóng màn ảnh với các bộ phim được xem là bom tấn của VFC sản xuất. Diễn viên Duy Hưng tên đầy đủ là Nguyễn Duy Hưng, anh sinh ngày 15 tháng 8 năm 1989. Duy Hưng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội vào năm 2014 và đầu quân cho nhà hát kịch Hà Nội. Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam. Hiện tại anh cũng đang hoạt động và làm việc tại vùng đất rộng lớn này. Duy Hưng là diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội, anh đã gắn bó được 4 năm. Duy Hưng miệt mài, rèn luyện với từng vai diễn nhỏ nhất trên sân khấu. Diễn kịch nhiều năm nhưng không mấy khán giả biết tới Duy Hưng. Nhưng chỉ sau vai Hoàng Mặt Sắt thì nhiều người lại gọi tên nhân vật khi thấy anh trên phố. Hoàng Mặt Sắt chính là vai diễn đầu tay của Duy Hưng trên màn ảnh nhỏ. Duy Hưng từng xuất hiện trong 35 tập phim của Người Phán Xử, gương mặt hung tợn, thủ đoạn nham hiểm và tàn nhẫn. Duy Hưng trở thành cái tên gây tò mò cho khán giả. Anh thường xuyên đảm nhận những vai hung tợn trên phim, nhưng ngoài đời, Duy Hưng lại là người hiền lành, giản dị. Duy Hưng có thể thay đổi cơ mặt từ hiền lành, ngơ ngác sang độc ác, đáng sợ chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi. Với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ và gương mặt đặc trưng, Duy Hưng từng được giao vai quan tây tham tiền và có giọng nói nơ nớ. Là diễn viên, trong Duy Hưng cũng như các anh chị em khác trong nhà hát, đôi khi kiêm luôn cả nhân viên hậu đài, sắp xếp và dọn dẹp bối cảnh. Duy Hưng từng là học trò của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, thầy giáo chủ nhiệm, đã dạy anh từ những ngày đầu tiên đến với nghệ thuật diễn xuất. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là người truyền lửa chắp cánh cho niềm đam mê nghệ thuật của Duy Hưng. Về chuyện tình cảm, Duy Hưng và Huyền Nguyễn là cặp đôi diễn viên kết hôn với nhau vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 cùng với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng. Thông tin đám cưới của anh khiến khán giả rất bất ngờ vì anh chàng là người rất kín tiếng về chuyện đời tư. Trước khi kết hôn, anh không hề chia sẻ ảnh cưới hay bất kỳ thông tin nào về cô bạn gái, khiến người hâm mộ hết sức tò mò. Một năm sau, cả hai người có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy khá kín tiếng về cuộc sống đời tư, nhưng thi thoảng anh cũng hay khoe ảnh con trai mình rất dễ thương lên Facebook. Sau hơn một năm được người vợ cho vào khuôn khổ, anh chàng thừa nhận rằng cuộc sống đã có sự thay đổi khá lớn. Bây giờ thấy mình làm việc gì cũng phải suy nghĩ về gia đình trước tiên, có trách nhiệm hơn đối với cuộc sống và luôn hết mực yêu thương gia đình của mình. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.